Xin thân chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube Trăng Non Online. Chủ đề hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến việc là giải thích với con trẻ như thế nào về công việc trị liệu tâm lý, hỗ trợ tâm lý. Giống như một cái video rất là gần đây tôi có chia sẻ với quý vị và các bạn về một số cái tình huống mà chúng ta cần phải lưu tâm rằng là trẻ nhỏ có những cái nguy cơ cao trong việc có những cái bất ổn về đời sống tinh thần và cần có cái sự hỗ trợ của cha mẹ kịp thời, cũng như là trong một số tình huống thì cha mẹ cũng cần đến cái sự giúp đỡ của những cái người làm chuyên môn, tức là giúp đỡ bản thân mình trong việc hỗ trợ con và đồng thời cũng là hỗ trợ cho cha mẹ. Thì trước cái hoàn cảnh đó thì có một số cái hoàn cảnh chúng ta vẫn hay thường gặp, và tôi nhắc lại một chút là đối với trẻ nhỏ, trẻ tiểu học trở xuống thì có thể liên quan đến chuyện ăn ngủ, những cái phản ứng nóng giận hay là những cái hành vi bất ổn. Đối với tuổi teen trở lên thì có thể liên quan đến vấn đề kết bạn, vấn đề ở trường học, các cái vấn đề liên quan đến bắt nạt, xâm hại hoặc là tham gia vào những cái nhóm mà có nhiều cái hành vi có nguy cơ, đua xe, quậy phá, rượu bia, vân vân, hoặc là thời điểm mà gia đình đang trải qua những cái mất mát, đang trải qua giai đoạn tan chế, cha mẹ đang trong giai đoạn ly hôn, hay là những cái tình huống ngặt nghèo khó khăn khác mà tôi đã từng chia sẻ. Thì trong những cái hoàn cảnh đó, chúng ta thấy rằng là muốn tìm một cái nhà chuyên môn để giúp cho con mình. Vậy thì chúng ta sẽ phải trao đổi, sẽ phải chia sẻ với con như thế nào, sẽ phải nói với con, sẽ phải giải thích với con như thế nào để gặp một cái người làm chuyên môn về tâm lý. Trước hết thì cha mẹ có thể có những cái hiểu biết của mình về cái công việc này, chúng ta có thể tìm hiểu qua rất nhiều kênh thông tin. Và hiện nay tôi thấy là kênh thông tin ở trên Internet hoặc là qua người thân, hoặc chúng ta có thể liên hệ trực tiếp đến những cái nơi mà có cái loại dịch vụ này để hỏi, để có những cái trao đổi về cái việc là sẽ giúp đỡ con tôi và sẽ được hướng dẫn về cái việc là chia sẻ, trao đổi, giải thích với con như thế nào. Và chúng ta có một số cái nguyên tắc chung, dù trẻ ở độ tuổi nào thì khi cha mẹ có ý định đưa con đến gặp một cái người làm chuyên môn về hỗ trợ tâm lý thì có một số cái nguyên tắc chung mà tôi trong quá trình làm việc trao đổi với các em nhỏ, các bạn vị thành niên cũng như là phụ huynh, thì tôi có tổng hợp lại để hôm nay chia sẻ với quý vị và các bạn. Cái chuyện đầu tiên là hãy nói về cái vấn đề đi gặp mà cái người làm hỗ trợ tâm lý trong cái hoàn cảnh là cha mẹ và con cái đang rất là bình tĩnh, đang có thể đối thoại được, có thể trao đổi được, tức là chọn thời điểm mà cha mẹ và con cái đang trong trạng thái bình tĩnh để nói chuyện về vấn đề này. Tránh trường hợp chẳng hạn như là con đang nóng giận, đang cãi cha mẹ chẳng hạn, thì cha mẹ nói là ngày mai sẽ đưa mày đến gặp cái người làm tâm lý, đi trị liệu tâm lý chẳng hạn như vậy. Thì cái việc này nó rất quan trọng, bởi vì chúng ta vô tình đánh lầm lẫn cái vai trò chức năng của người làm tâm lý nha. Thì có cái phần sau cũng có liên quan đến yếu tố này, một lần nữa thì tôi sẽ nhắc lại. Nhưng mà hãy chọn một cái thời điểm bình tĩnh của cả cha mẹ lẫn con cái để nói về việc này. Thứ hai là chính chúng ta cũng phải ý thức và cũng có thể sẵn lòng trao đổi với trẻ rằng là việc tìm kiếm cái sự hỗ trợ về tâm lý đó cũng là một trong những cái dấu hiệu của sự lành mạnh, sự thậm chí đó là một sự can đảm của một cái gì đó mà con người ta dám đối diện với những cái khó khăn và sẵn lòng đi tìm sự giúp đỡ, thì đó cũng là dấu hiệu của sự lành mạnh, chứ không phải là giống như thể là một cái gì đó bệnh hoạn hay một cái gì đó không hay mà chúng ta phải tìm đến cái người hỗ trợ tâm lý. Điều thứ ba là chúng ta có thể chuẩn bị cho con mình biết trước là những cái gì có thể xảy ra khi làm việc với một cái người làm về tâm lý, một người hỗ trợ tâm lý hay là nhà trị liệu. Chẳng hạn như là đó là cái nơi chúng ta sẽ nói chuyện với một nhà chuyên môn, chủ yếu là thông qua nói chuyện để chia sẻ, để trao đổi về những cái gì mà cha mẹ và con đang gặp khó khăn,
hoặc là về những cái điều mà chúng ta đang lo lắng, về những cái gì đó mà mấy ngày nay, mấy thời gian gần qua ba mẹ cảm thấy không yên lòng, vân vân. Tức là mô tả trước những gì có thể xảy ra. Và tất nhiên đối với từng độ tuổi khác nhau thì sẽ có cái cách nói khác nhau. Đối với con trẻ thì thường sẽ có nhiều cái hướng dẫn nói rằng là đó là một cái nơi mà chúng ta sẽ đến, nó sẽ cùng chơi với một cái cô tâm lý, một cái người làm về tâm lý. Ở đó có nhiều đồ chơi, chúng ta có thể chơi và cái cô đó sẽ nói chuyện với con, với cha mẹ để hiểu, để biết rằng là con đang có cái gì đó khó khăn. Ở độ tuổi càng nhỏ thì sử dụng thuật ngữ càng đơn giản và nói là đến đó để chơi, để cô đó cùng với con, tức là tìm hiểu cái điều gì đó để nói chuyện, để làm quen chẳng hạn. Thì chúng ta bắt đầu dần dần trao đổi với trẻ những điều đó. Và để cho con biết rằng là cái người đó, cái nhà trị liệu, cái người làm tâm lý là cái người để giúp đỡ chúng ta, tức là để giúp đỡ con và giúp đỡ cha mẹ, giúp đỡ gia đình. Nhấn mạnh rằng là họ ở đó để giúp, để giúp chúng ta. Nói với con những cái gì mà cha mẹ đang cảm thấy lo lắng, những cái dấu hiệu gì ở con mà cha mẹ thấy lo lắng, và cha mẹ xuất phát, khởi phát lên cái ý tưởng rằng là sẽ đưa con đến gặp một cái người làm về hỗ trợ tâm lý. Chẳng hạn như là mấy ngày nay mẹ thấy con thường xuyên mất ngủ, học hành sa sút, con rất là hay nóng giận, hay cãi lời hơn cái giai đoạn trước đây, hoặc là mẹ cũng không biết con đang có những cái khó khăn gì, không biết sẽ phải giúp con ra sao, vân vân. Tức là phụ huynh, tôi vẫn thường hướng dẫn là rất là thật lòng nói ra những cái lo lắng của mình, mà không có mang cái tính là dạy dỗ, oán trách hoặc là tức giận, để trao đổi với con, nói về những cái cảm nhận của mình, nói về cái chuyện là tại sao mẹ nghĩ rằng là chúng ta nên cần gặp một cái người làm về hỗ trợ tâm lý. Và nói điều đó rất đơn giản, mẹ cảm thấy lo, mẹ quan sát, mẹ thấy con không có giống như trước đây, con vui vẻ hoặc bát hơn, nay thì con hay ở một mình, con học hành cũng sa sút, mẹ cũng không thấy con hay chơi với các bạn như trước kia, vân vân. Thì mình hãy nói những cái quan sát, những cái lo lắng, những cái dấu hiệu, và chỉ dừng lại ở chuyện mô tả và nói về cảm xúc của cha mẹ thôi, mà không có kèm theo những cái đánh giá, những cái oán trách hay là những cái giận dữ, kiểu như là tao nuôi mày ăn học mà bây giờ chẳng có chuyện gì hết mà cứ lầm lầm lì lì, lầm lầm lì lì, chẳng thể hiểu nổi, vân vân. Thì tránh những cái cách nói mà mang tính quy chụp, hoặc là mình không có mô tả đúng cái sự thật mà mình suy diễn ra thêm. Đối với con trẻ, trẻ nhỏ, tiểu học và trở xuống thì giống như tôi vừa mới trình bày, có thể không có nói cái gì đó nó quá phức tạp về cái chuyện trị liệu hay là làm tâm lý, có thể nói là đến gặp một cái một nhiều tài liệu hướng dẫn là gặp một cái người bạn mới, thì tôi không biết là tùy từng văn hóa và tùy từng gia đình, nhưng mà gặp một cái người làm về tâm lý chẳng hạn, gặp một cái cô tâm lý, tôi thấy nhiều phụ huynh vẫn nói như vậy, ở đó có nhiều đồ chơi, chúng ta sẽ cùng chơi với nhau chẳng hạn như vậy. Và nhấn mạnh rằng là để cho trẻ biết con không có vô đó một mình, con có thể là ở đó, cha mẹ có thể ở đó cùng với con chẳng hạn, tức là trấn an trẻ. Tuy nhiên cái này chúng ta cũng có thể là trao đổi trước với cái nơi chúng ta sẽ liên hệ, bởi vì theo được biết thì có những nơi thì họ gặp riêng bạn nhỏ và phụ huynh thì đợi ở ngoài. Thì cái này tùy vào cái cách tiếp cận và cái cách làm việc của mỗi nhà trị liệu mà họ có những cái cách sắp xếp và làm việc khác nhau. Như bản thân tôi thì tôi sẽ làm việc chung với cha mẹ và con, kể cả khi cái đứa bé đó còn nhỏ, từ tiểu học trở xuống cho đến các bạn tuổi teen, và tôi sẽ giải thích điều đó. Thì tức là ý tôi là mình sẽ biết trước cái cách làm việc của cái nhà trị liệu để mình cùng giải thích với con. Đối với các bạn tuổi teen trở lên thì các bạn đã có những cái hiểu biết và có những cái rất là, những cái điều rất là chủ động và thậm chí là tự tìm hiểu, có thể là tự tìm hiểu về cái việc trị liệu tâm lý, có thể là các bạn tìm hiểu mà phụ huynh không biết, hoặc chính các bạn là cái người chia sẻ hoặc tự nói ra cái điều đó. Thì nếu như vậy thì cái cách trao đổi của phụ huynh với các bạn tuổi teen trở lên
thì có thể là nói trước về những mong đợi của các bạn. Nếu mà các bạn đồng ý đến gặp nhà trị liệu thì có thể trao đổi trước về những mong đợi một chút. Nếu như các bạn là cái người không phải là cái người đề nghị và cũng không đồng ý thì chúng ta sẽ phải có những cái cách làm việc khác, có những cái cách nói, cách chia sẻ khác. Nếu mà trẻ không đồng ý, có sự kháng cự thì cha mẹ có thể một lần nữa nói lên cái mong đợi của mình. Mong đợi tức là chẳng hạn như là mẹ rất là nóng lòng, cha rất là cảm thấy khó khăn khi không biết sẽ phải giúp con như thế nào và tiếp tục chứng kiến con trong cái hoàn cảnh đau buồn rất là tức là con cứ co rút ủ dột buồn bã như thế này, thì ba mẹ rất là nóng lòng, ba mẹ không yên tâm, ba mẹ muốn con suy nghĩ về việc này. Tức là mình vừa nói về cái nỗi lòng của mình, mình vừa cho trẻ thời gian để suy nghĩ và đồng thời để cho trẻ từ từ tìm hiểu về cái công việc là hỗ trợ tâm lý, trị liệu tâm lý là như thế nào. Đối với trẻ tiểu học hoặc là tuổi teen thì đều tránh cái việc là để cho trẻ nhỏ hiểu rằng đi gặp cái người làm hỗ trợ tâm lý là do bản thân trẻ đã làm một cái việc gì đó sai, hoặc đây là một cái hình thức giống như thể là trừng phạt, hoặc là do trẻ đã có những cái hành vi tồi tệ xấu xa, thì có thể nói trẻ rõ ràng về những điều này. Ngay cả khi đúng là trẻ có những cái hành vi đó, chẳng hạn như ở trẻ tuổi teen thì quậy phá, bỏ học, chơi game, thì để trẻ hiểu rằng đây không phải là cái nơi giống như quan tòa phán xử, hoặc là cái nơi để chỉ trích, hoặc là cái nơi mà trẻ bị trừng phạt. Đó là hãy bình thường hóa cái việc trị liệu là như thế nào. Đó là một cái hành trình trò chuyện để hiểu biết về nhau, để hiểu nỗi khó, nỗi khổ, để hiểu cái gì đó đang làm cho cuộc sống của một con người, một gia đình đang có những cái khó khăn, đang có những cái trúc trắc, đang có những cái ngăn trở. Chứ không phải là ba mẹ dẫn con đến đó để trừng phạt con, hoặc là đó là cái nơi để mà chỉ trích ai đúng ai sai. Thì chúng ta nhấn mạnh điều đó. Ngoài ra cũng có thể chúng ta hiểu rằng là đặc biệt là ở tuổi teen trở lên thì các em có thể có những cái bí mật, có những cái điều khó nói, có những cái điều không sẵn lòng để chia sẻ. Thì cũng có thể nói trước rằng là con hoàn toàn có thể, con là cái người được quyền lựa chọn, được quyền quyết định là con sẽ nói ra điều gì, con sẽ chia sẻ điều gì. Và người lớn tôn trọng những cái gì mà con chưa sẵn sàng nói ra, hoặc là con không muốn nói ra vào lúc này, vân vân. Ngoài ra thì cái này tôi cũng hay gặp, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, tiểu học, thậm chí là đầu cấp 2, thì phụ huynh đôi lúc là nói dối là đến chỗ này, đến chỗ kia, rồi chở thẳng đến gặp một cái cô tâm lý. Và khi tôi hỏi thì cháu nó không biết, mẹ nói là đi qua đây một chút xíu, hoặc là thậm chí vào bệnh viện thì nói là đi đi khám mắt hay là đi kiểm tra gì răng này kia thôi, xong rồi dắt luôn vào phòng tâm lý, rồi các cháu rất khó chịu. Thì điều này quý vị phụ huynh cực kỳ tránh, tức là mình không có nên là nói dối con và sau đó nói với con là mình đi một cái nơi nào đó rồi chở thẳng trẻ đến. Thì cái việc đó nó làm cho cái quá trình làm việc rất là khó khăn, và trẻ sẽ giống như rõ ràng là cảm thấy mình bị lừa và trẻ rất là khó chịu, thì mình tránh cái điều đó. Như vậy thì bằng một cái ngôn ngữ phù hợp, dù là tuổi teen hay là các em nhỏ hơn, thì chúng ta cũng sẽ trao đổi trước để giảm tải những cái lo âu, để trẻ hiểu rằng là đây là cái công việc để giúp đỡ cho trẻ và gia đình. Đồng thời đối với trẻ nhỏ thì có thể nhấn mạnh rằng đó là một cái nơi, một cái phòng chơi chẳng hạn. Chúng ta đến đó để gặp một cái người sẽ cùng chơi với con, vân vân. Đối với tuổi teen trở lên, các bạn nhỏ đã rất là hiểu biết rồi. Tôi gặp nhiều thân chủ là chính các em là cái người tìm hiểu và đề nghị cha mẹ đưa đi, chứ không phải là các em không biết. Nhưng mình sẽ trao đổi dần dần để mình đạt đến những cái mục tiêu là con trẻ thấy được sự quan tâm của cha mẹ, con trẻ hiểu cái công việc này là gì, không có cảm giác bị trách móc, bị phạt hay là bị trừng phạt. Và đồng thời thì tôn trọng nếu như trẻ chưa sẵn lòng, tức là mình thể hiện cái ý kiến đó ra, cho trẻ thời gian để suy nghĩ. Nhiều khi một vài ngày, một tuần sau đó thì con được phép trả lời và
nói rằng là mình có đồng ý hay không. Ngoài ra thì có những cái trường hợp nó nghiêm trọng hơn, mà chúng tôi thường gọi là can thiệp khủng hoảng, chẳng hạn liên quan đến việc tự sát, liên quan đến các cái vấn đề nghiêm trọng trong gia đình mà của cha mẹ, vân vân. Thì đó là những cái lúc mà mình sẽ phải trao đổi cái việc này rất là khó khăn và cần có một cái thời gian, giống như là phải cần có thời gian để bình phục trở lại, giống như ở một cái trạng thái sẽ đủ để cân bằng, đủ để có thể nói chuyện, đủ để có thể trao đổi với cái người làm hỗ trợ tâm lý. Đây là một số cái gợi ý trong cái quá trình làm việc tôi có gặp thấy, có chứng kiến, để quý vị có thể tham khảo. Các bạn làm tâm lý hoặc là những ai có quan tâm thì chúng ta có thể tham khảo. Sự thật là không cần phải quá phức tạp, thì mỗi cha mẹ đều có những cái cách riêng của mình, và tôi vẫn tin rằng là cha mẹ là những cái người hiểu biết con mình nhất, và họ có cái cách để nói với con. Và đây chỉ là những cái gợi ý thêm để chúng ta còn có khúc mắc chỗ nào hoặc là có cái gì đó có thể trao đổi. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể trao đổi trực tiếp với chuyên viên làm hỗ trợ tâm lý để có những cái hướng dẫn cụ thể trong những cái tình huống của gia đình mình. Và đừng quên rằng trẻ nhỏ gặp những cái khó khăn đôi khi gắn liền với những cái khó khăn của người lớn, giống như nhiều cái phần trước đây tôi đã chia sẻ. Và để hiểu, để làm việc, để giúp đỡ cho bạn nhỏ đó, rồi cho cả gia đình, thì chính người lớn cũng sẽ phải rất can đảm và hiểu là có những cái khó khăn đang xảy ra trong gia đình mình. Có lẽ hôm nay tôi chia sẻ ngắn một chút với các bạn như vậy. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những phần chia sẻ sau. Tạm biệt các bạn.